Xin chào các quý vị, các anh và các chị. Hôm nay mình về bên phía bên vợ mình là bên Hương Nhuận, là Hương Nhuận Bé hả? Nó thuộc về thôn Hương Nhuận Bé ở xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó thì hôm nay mình ở đây là nhà của chú Út Nghĩa. Đó là có những cây mai rất là nhiều. Đó cho nên mình chia sẻ cho các bạn đây mình cái mai ở đây là hai bên đó. Hai bên cái đường vô nhà đây rất nhiều, mình sẽ vô cái bức tường này đó, mình sẽ quay cho các bạn coi, các anh chị coi, nếu như mà mình thích thì mình liên hệ với số điện thoại của chú đây, mình sẽ đưa lên tiêu đề đó cho các bạn muốn mua cây mai về trồng hoặc kinh doanh thì liên hệ với chú đó. Đây chú Út Nghĩa, số điện thoại là 0385567739. Số cuối là 39 phải không cháu em? Số cuối là 39 phải không? À 34 các bạn ơi. À mình đi 0385567734 các bạn. À, mình cái đây nó bị chú ghi cho mình cái số điện thoại đây à, nhưng mình cái đây mình tưởng số 9 các bạn à, số 4 à, có gì mình để lên tiêu đề cho rõ ràng hoặc là bên phần mô tả cho các bạn. Hôm mai chú rất là nhiều à, mình quay hết cái vườn mai. Đó, mai rất là lớn các bạn này, rất là nhiều nè. Mai này chắc 10 năm mấy năm thôi các bạn này, thấy các bạn thấy gấp không? Này gấp rất là lớn nè, to phải không? Đó, nhiều vô số nha. Này. Đó. Cái này ngày mai to đúng các bạn, cao ở đây một mấy hai cả 5 mét các bạn. Cái đây phải nói là mai ở đây phải tính cả ngàn cây chứ không phải tính trăm cây nữa các bạn ơi, rất là nhiều. Đó, nó ra tút ngoài này, cái vườn trước nhà chú rất là rộng. Các bạn ơi à. À. Đó, cây này nhỏ nhỏ mà rất đẹp nè, thân các bạn ơi. Đó. Nó to lắm chứ không nhỏ, vô trong điện thoại mình thấy vậy cho nè, cái tay của mình các bạn nó to hơn gấp 4 lần cái tay mình thân bạn. À. Đó. Cái góc này các bạn thấy không? Đó, to đúng không? Đó. Rất là đẹp này thấy không? Ở đó là một cái góc rồi nó chỉ ra lớn ra như một cái dù trồng trầu. Các bạn thích cây nào thì chú bón cây đó. Ở đây trồng cây chú trồng nhiều vậy là đó, chú trồng lâu rồi. Đó, ngày xưa thì mai nó có gió, sau này nó rớt gió, nhưng mà sau này mới đây thì nó lên lại. Đó. Nhưng mà chú ở trong hẻm này, nhà trong hẻm trong sà bọng này đó, cho nên trên mẫu chì này các bạn, cho nên là nó nằm trong, nó thuộc về như miền núi vậy, cho nên ít cái người mới biết nhà của chú đó. Rất là nhiều cây các bạn ơi, mình quan thấy mình quay này đó, vô số đó. Cái ngọn cây mai đó. Mai đa số là mai vàng là nhiều các bạn, mai vàng năm cánh là nhiều. Ở khu huyện Sơn Tịnh mình thì riêng vì chú trồng là chú là một nhà nhà nông thôi à, nhưng mà chú trồng chơi thôi các bạn,
chứ cũng không phải là buôn bán kinh doanh gì, nhưng mà chú đam mê trồng trồng mai nên chú trồng rất là nhiều đó. Xa xa có cái cây chùm khế cái đẹp lắm các bạn ơi, này. Quay cho các bạn coi chùm khế này, cái khế này đó, thấy không, đẹp không? Đó, nhà chú còn rất rộng, đất bên này cũng còn rộng đó các bạn. Đó, cây đu đây là đu đủ tua các bạn ơi, đu đủ tua là lúa, người ta nói là cây đu đủ đực các bạn, nó ra dài mà nó không ra trái, nó ra bông tú ở đây. Nhiều cây rất lớn nha các bạn. À, cây này cũng lớn nữa ha, cao đúng không? Nè, cây này nè, đó, một chùm ở đây này, cao 5-6 mét đấy cả. Đó, ha. Đó. Đây là mấy phía nhà, từ ngoài cổng vào thì mình quay đây là nó phía bên phải các bạn, nó rất là nhiều các bạn thấy không? Đó, mai chú trồng xiết hết cỡ là cái dài mét trên cây thôi, mét cây đó, cái chỗ là mét cây các bạn trồng đó. Trồng mai mà y như trồng keo luôn các bạn thấy không, nó rất là nhiều thấy không đó. Mai bây giờ rất là quý thì mua rất nhiều đó. À, phía mà ngoài đi anh, ở trong nhà chú nhìn ra thì phía bên trái mình mới quay, bây giờ mình qua phía tới phải các bạn, này tới phải đây đó. Ngoài chỗ chú, nhà chú xây cái đường đi vô rất là đẹp, hai bên trồng cái bông dừa tím tím rất là đẹp bạn, mình sẽ leo qua đây đó. Đó, bạn thấy nhiều không? Đó, từ ở ngoài đi vào á, nhà chú cả là phải 25 mét đó, đó 25 mét vô tới đây, vô cái bà tường đây, còn phía trong chú trồng những con bông rất là đẹp. À, trong đó xíu nữa mình quay luôn cái lon của chú trồng. À, ở đây chủ yếu là mai là nhiều các bạn. Đây, chưa mình nén mình ra đây mình. Chưa nén mà ra đây mình cậu giỏng mình ngủ mất các bạn. Này, cái mai rất lớn ha, còn thấy không? Đó, rất là nhiều. Đó. Này. Đây đó, cây đây nó cong cong quẹo quẹo đẹp các bạn ha. Đó, các bạn thấy từ xa không, rất là nhiều mai, nhiều cây ở đây rất là mót này ha các bạn ha. Cỏ ở đây chú giải sâu rất là sạch sẽ nè các bạn ha. Đó, ít có cỏ. Đó, nhiều cây mai nhỏ nhỏ nhưng mà rất đẹp các bạn thấy không này. Đó, cái thế gù gù này nhỏ đẹp đúng không? Đó. Đây là mai vòn hết các bạn ơi, mai vòn hết. À, còn nếu mà mai chân thủy á, là nó có lá nó khó các bạn. Mai chân thủy có lá nó khó, còn đây là mai vòn. Các bạn thấy không, rất đẹp không? Đó. Chú trồng thế này rất là nhiều. Nên mình nghĩ thì chú cũng lớn tuổi rồi, chú không thể chăm sóc hết cái này mà. Và cái này mùa đây mà mùa cũng hai cái mai nó cũng chịu khô các bạn đó, nên mùa nén ở đây là nhiều khi nhiều nhà không có nước uống mà chú tứ hết cái vườn này thì cũng là khẩm các bạn. Đây, đây cây cao các bạn, lớn mà ra trái sao đó, mình đứng này, mình đứng ngay sót tới cái ngực mình cho mấy các bạn mà ra trái được không bạn ơi, đó không? Đây, vườn của chú rộng. Đây mình này, mai thấy các bạn này, mai ha. Vô tới trong này luôn các bạn. Này ha. Rồi các bạn vô trong này cũng còn cái mai chú trồng thẳng vô trong kia nè các bạn ơi. Ui, rất là nhiều đây. Đây mình quay cho các bạn coi, nó là vô đây chứ không phải nhìn bên ngoài không nha. Đó, đi vô này, vô phía trong bên hông nhà của chú đây.
Đó. Nhà đây chú có cái chỗ mà để ngồi rất đẹp các bạn thấy không? Ha. Đó, ngồi giữa lon. Đó, mai bên này đây các bạn ơi. Các bạn thấy không? Dài thẳng bên kia nha. Đó. Vô tú trong kia nữa các bạn. Đó. À đây phải nói là một cái ngọn cây chứ không phải ít các bạn ơi. Đây, cây gì đây không bự mà nó rất lớn này. Cây giống cây vú sữa nè các bạn ơi. Mà nó chạc nhánh rồi. Đó, chú trồng ghép lon lên. Đấy, lon nó bò lên nè các bạn. Đó, còn thấy lon nó mọc tự nhiên nó dài gớm không? Đây chắc cây này mới trồng các bạn. Đó. Cây hoa tròn nha các bạn. Đó. Hoa tròn này mới trồng này. Bông một loại bông màu vàng vàng đây. Hoa tròn này bữa mình có quay một cây màu vàng. Đó. To rất đẹp, cây này mới trồng các bạn. Đó. Cây bùm sụm được uống. Đó. Thành một chú dê. Đây, cái mai đây được vô ổn nè các bạn ơi. Đó. Bông nó trổ ra có cái hậu này các bạn. À, gốc cũng đẹp đúng không? Đó. Xoa cái cây mai này. Đây là lá trào đây. Lá trào các bạn. Trồng đây chú trồng qua 10 giờ đỏ rất đẹp. Không, mình sẵn mình ra cái mai là mình quay luôn cái hồ chú luôn. Đây các bạn thấy hồ cá nè. Cá rất là nhiều. Đó. Có đây có ba màu các bạn ơi. Nghe không? Đó. Có ba màu này rất đẹp không? Đó. Có một hình tượng có một con vàng ngồi cao cá. Bạn thấy đẹp không? Đó. Đây là một hòn núi giả các bạn. Hòn non bộ giả. Có cào đi qua rồi rất đẹp. Đây, đây là cây sông đờ các bạn ơi. Sông đờ. Đây. Ủa các bạn thấy lon không? Này lon này. À. Lon. Đó, cây mai. Các bạn thấy mai không? Lũ khủ không? Mai nữa nè. À. Rất là nhiều cây mai. Đó, các bạn muốn mua bao nhiêu thì chú bán hết. À, chú cũng lớn tuổi rồi. À, các bạn mua hết cái này chú cũng bán hết nữa. À, các bạn mua bao nhiêu thì mua các anh chị ở trong trong nước của mình. À, ở ngoài nước các bạn có nhu cầu mua mai thì tới liên hệ với chú đây. À, chú Út Nghĩa đây. À, cái đây là cây khế cho các bạn này. Chú trồng cây khế này to lắm không? À, khế rất lớn nha. Nó có trái đồng quan nha. À, có trái đó, các bạn thấy em quay. À, nãy anh có quay rồi bây giờ thấy đẹp quay lại nè. Chanh là nữa đâu, chanh là đẹp không? Đó, chanh ra trái quá trời luôn thấy không? Đây các bạn ơi, sáng mình quay chú chim của chú đây, chú trồng chim, có nuôi chim đúng không? Đó, cái bên kia là cái sung các bạn, cái sung này, cái sung bên kia các bạn, cái sung này, cái sung nó mới trồng các bạn, lá thì ít. Đó là mấy bún về sau hoặc là chú trồng lau rồi chú te nhánh. Đó. À đây chim của đất, còn ở đây con chú nuôi con vẹt đây rất đẹp các bạn thấy không, vẹt này nó bò đó. À con vẹt này bọn à, con chim ơi, chim của đất đó, nó cũng chết tuôn máu nuôi các bạn cho nên nó cũng nhót. À, cho nên mình anh đưa tay nó nhảy tùm lum. À, qua vô khó. Đó, mấy cây mai chú vô ổn sẵn hết rồi các bạn không?
Không, các bạn mua cái mai, mấy cái mai này đi cũng được nè. Đó. Mình mua sẵn thì mình tới mình mua mình chở đi thôi, khỏi bứng nè. Đó. Thấy không, đẹp không? Đó, gốc nè, rất đẹp nè. Đó. À, phía bên hông nhà đó hả? Sao nhà cũng còn hả? Nó đẹp không? Vướng hè nhiều, vướng hè. Ồ, nhiều quá hè. Đó các bạn ơi, chú chỉ cho mình đi ra mày có hướng phía sau nhà chú nữa các bạn. Đó. Ồ, sao mà bự rớt tùm lum này ông hái bón. Ồ, nhiều gớm hè. Ồ. Cây mai cái đây, cây mai các bạn. Cái đây chú có đếm được là bao nhiêu cây mai hết không? À, hơn 1.000 cây đó. À, không có đếm được, nó nhiều quá mà đếm gì. Mà chú trồng mấy cái mai này có mười mấy, 20 năm hết đúng không? À, các bạn ơi, chú trồng cây đây là 18, 19, 20 năm, cây mai hay mấy cây mai này các bạn ơi, lâu rồi. Dạ. Rồi rồi, có gì nãy cho để à đúng rồi, không cho đi để lên tiêu đề. Để lên video luôn. À. Dạ, để lên tiêu đề video để người ta biết cái số điện thoại ta điện cho chú luôn. Ủa cái này bự nghe sao chú hai bón để rất tầm lum vậy? Cái này. Bồ trời quên đó, các bạn thấy không? Bự chú trồng này rất đầy nè. Ồ. Sao vậy này sao người ta có tới mua bự để ta đi bón không? À, nó rất tầm lum nè. Vậy nè. Mấy trái em nó rớt ở dưới mình về ăn được chúng. Dạ dạ. À. À. Ờ các bạn thấy bự không? Bự như chú nè. À các bạn thấy bự nó rớt nè các bạn ơi. Thấy không? Bự giờ chuột gì nó ăn nè, thấy không? Đó. Ủa. Chú nói là hơn cái ngọn cây các bạn. Đó, đinh len rồi nữa thấy không? Này, dòng thấy nhà chú là cây mai không các bạn? Hả? À. Wow. Đó. Đó, các bạn thấy rất là nhiều, mình quay hết dòng nhà chú luôn, cây mai nhà chú luôn. Để các bạn coi. Đó. Đó, chú có nuôi vịt nên các bạn thả vịt cho ra vô mai ra nó ỉa tốt cho cây mai cũng tốt nữa các bạn. Đó. Đó, này, chú. Đó. Đó, các bạn thấy cây mai này đó nãy con mình nó tốt cứ không? Đó. Cốc rất là bự nha. Đó. Đây mình trèo lên luôn được các bạn ơi. Đó. Bự chú trồng rất nhiều. À. Đó. Bự to quá trời các bạn ơi, thấy không? Bự lại chứ chú trồng lau rồi mình ăn hậu của mình nó lên thôi chứ không phải bự ghép gì. Đó cho nên là cái cây nó rất là chét các bạn. Đó. Đó các bạn hãy liên hệ với anh chú Út Nghĩa số điện thoại 0385567734. Đó. Ở Hương Nhượng Bác. Đó, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó. Rất là nhiều.
Mình quay lại một xíu nữa các bạn để cho các bạn hình dung nó rõ hơn. Tự nhiên nhiều quá. Đây, bưởi đây. Bụi ra cái đất lũ khủ các bạn ơi. Lâu lâu thì chú chắc hái một lần thôi. Chứ nó nhiều quá thì không thể hái ra rai được. Chú cũng không có rảnh mà hái bưởi đâu các bạn. Đây cái bưởi các bạn thấy không? Đứng ở đây là đưa cái tay là mình hái được cái này thấy không? Đó. Đó. Bưởi rất đẹp. Trái này rớt dưới đất cái này các bạn. Rớt dưới đất này các bạn mà chưa có câu gì nó ăn này. Thấy không? Đó. Mình lượm trái này mình về mình sẽ xẻ ra thử nghe các bạn. Đó. Cái đây chú năm nay chú cũng cỡ là 60 tuổi các bạn. Chú trồng mấy cái mai đây cái hầu chú cũng cỡ 40. Năm nay gần 20 năm mấy cái cây mai này gần 20 năm hết rồi các bạn. Rất nhiều. Đó. Mình làm nghề của mình là nhiều người hỏi cây mai thì mình cũng không biết là ở đâu cây mai ai bón các bạn. Hôm nay mình có thì mình review mình quay hết. Để đây là cái cây, đây là cây sâm cao đây các bạn ơi. Sâm cao nè. Nha. Sâm cao. Sâm cao trồng rất đẹp các bạn thấy không? Sâm cao ta lấy rễ để mà ta ngâm rượu uống chị nhức lưng đau xương rồi bị liệt dương rồi các bạn. Lý sinh lý. Mai không có làm gì cho hết các bạn ơi. Tôi trồng bao nhiêu năm rồi. Chứ bây giờ mình trồng cây con thì biết bao giờ cho có các bạn. Đây cái trái này nó rớt xuống nhưng mà nó không có bị cái con gì ăn các bạn. Rồi mình lấy gì mình xẻ ra thử. Cái nó rụng ở chỗ nó chín thì rụng không? Cái đó vậy mới ngon nghe. Chú có mấy cái bông giấy mà chú cắt tỉa này rất công phu không? Uống rồi rất đẹp không? Đây là cái khung cảnh nhà của chú Út Nghĩa các bạn. Trồng cao rất là nhiều. Cao nhiêu đây cũng nhiều lắm các bạn. Đây mới có mùa mà cao mà gần 30.000 một ký thì chú hút bọt nghe các bạn. Hôm nay cao năm nay hay xuống giá 3.000 một ký. Nhưng mà nhiều cao thì chú bán cũng nhiều tiền lắm các bạn ơi. Vừa nó mát mà vừa có tiền nữa. Ở Quảng Ngãi của mình nói thật là như, có thể là tỉnh Quảng Ngãi mình ở cái vườn chú Út Nghĩa này á, ở tỉnh Đông mình, tỉnh Quảng Ngãi mình có thể là cây ở đây là mai nhiều nhất các bạn. Nên các bạn có nhu cầu thì cứ tới đây, có số điện thoại đó, điện cho chú. Dù các anh chị các bạn tới này chú dẫn chỉ đường cho tới này rất là dễ. Đi thành phố Quảng Ngãi các bạn lên cả 15 cây số thôi là tới nhà của chú. Đường rất là dễ đi. Các bạn đường quốc lộ 9 đi thẳng rồi quẹo vô cái hẻm đi vô cỡ là 500m nữa là tới nhà của chú thôi các bạn. Rồi video tới đây mình chia sẻ cho các bạn cũng đã dài rồi. Mình cảm ơn các bạn, các anh chị đã theo dõi video của mình. Có gì các bạn hãy liên hệ với chú Út Nghĩa theo số điện thoại và đăng ký ủng hộ cho mình. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.